Linh kiện ST xin kính chào các bạn. Linh kiện ST xin giới thiệu với các bạn con sò IGPT G60N100. Đây là con sò tháo máy. Đấy. Thì để xem chi tiết sản phẩm, các bạn có thể truy cập vào link sản phẩm ở phần mô tả. Để đặt hàng, các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp hoặc là đặt hàng online. Link website và số điện thoại được gắn ở phần mô tả, các bạn có thể xem ở đấy. Thì tất cả các sản phẩm bên Linh kiện ST đều là được bảo hành và tất cả các sản phẩm được test rất kỹ trước khi bán ra thị trường, cho nên các bạn có thể yên tâm sử dụng, đều có thể hoạt động. Tất cả các sản phẩm đều có thể hoạt động và có bảo hành. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào các bạn.